Mến chào quý thầy cô. Sau đây mình xin hướng dẫn quý thầy cô về Google Maps để dạy học online từ E đến Z ha. Gồm có các bước từ đơn giản nhất cho đến cái bước nâng cao mà trước đây thì nhiều thầy cô đã thắc mắc không có tìm ra được giải pháp. Đơn giản nhất là chúng ta sẽ đi từng bước như sau. Bước 1 là mở Chrome và tài khoản Gmail ra. Bước 2, chúng ta sẽ mở Google Maps. Bước 3, tạo phòng họp mới. Bước 4, copy link và dán vào các nhóm học sinh. Bước 5, nhận học sinh vào. Đây là những cái bước rất đơn giản, chúng ta làm tích tắc trong vòng 1-2 phút là đã xong rồi. Và chính cái bước 6 đây. Bước 6 là các thao tác chính khi dạy học. Thì chúng ta gồm có các thao tác này, chúng ta phải biết bật tắt cái mic của mình để có khi mình nói chuyện thì không phải mình nói ở bên ngoài học sinh không nghe cái tiếng động bên ngoài, mình không muốn học sinh nghe. Rồi camera nữa, bật tắt camera. Rồi chúng ta sẽ trình chiếu cái màn hình, mình chiếu màn hình PowerPoint hoặc là Word hoặc cái cửa sổ hoặc là video gì đó trình chiếu, và chúng ta ghim cái cửa sổ đó luôn, ghim cửa sổ đó luôn, cố định luôn. Rồi chúng ta sẽ ghi lại buổi dạy, video ghi lại sẽ được xuất lên cái drive của mình luôn, ghi lại buổi dạy để mình có thể giới thiệu cho các em xem lại, các em xem lại. Này rất là quan trọng vì các em học online, các em nhiều khi các em có thể được cái là xem lại được nha. Khi các em không theo kịp thì các em xem lại. Rồi chúng ta được xem nội dung chat, xem nội dung chat, học sinh trả lời, khi không có mic, không dùng mic có thể dùng chat cũng được. Rồi cái tiếp theo đó là cái nâng cao thôi. Đây là cái điểm danh học sinh nè, có thể điểm danh học sinh bằng một cái bổ trợ của một cái Chrome, cửa hàng Chrome trực tuyến là một cái add-in thêm vào. Rồi ngăn không cho học sinh chia sẻ màn hình, đây là một cái mà Google Maps bị đau đầu chỗ này các thầy cô dạy đau đầu chỗ này, thì học sinh cứ chia sẻ màn hình. Bên Chrome thì bên Zoom thì rất là dễ, nhưng bên Google Meet thì thầy cô không biết ngõ chỗ này, không biết làm chỗ này. Tôi cũng bị cái này luôn, nghĩ tìm cách bây giờ đã tìm được cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video hôm nay nha. Rồi thì chúng ta sẽ mở Chrome lên. Và thông thường khi mở lên thì chúng ta đã có tài khoản đăng nhập sẵn rồi. Còn nếu như chưa có thì thầy cô cứ vào đăng nhập email của mình. Ví dụ vào email của mình sẽ mở email mình ra là được. Mở email của mình ra. Đấy. Ví dụ mail nè, mở mail ra đi để chắc chúng ta đang ở trong cái tài khoản của mình. Rồi tiếp theo chúng ta bấm vào tab bên này, tab bên này, tab mới đi, đó. Rồi chúng ta chọn vào cái chỗ đây, đây là cái nút này, nó có 9 cái nút, bấm vào đây. Sau đó chúng ta chọn hình cái camera, cái chữ mix đây. Rồi nó sẽ mở cho chúng ta. Đây là hội nghị truyền hình an toàn cho mọi người. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chú ý vào cái nút này là cuộc họp mới. Đấy. Cuộc họp mới. Và chúng ta đang ở bước 3 nha thầy cô, tại phòng họp mới. Bấm vào đây. Thì nó có 3 loại: tạo cuộc họp để sử dụng sau, bắt đầu cuộc họp tức thì và lịch biểu trong lịch Google. Thì mình sẽ chú ý vào này là bắt đầu một cuộc họp tức thì. Để mình tạo một hộp mình dạy luôn. Đấy. Rồi nó sẽ mở ra. Và mình cứ cho phép. Thông báo cho phép. Camera cho phép. Mic. Đó. Hiện nay á, nó dùng camera của cái OBS. Phần mềm trong máy tính. Nếu thầy cô có cái cam á, thì nó sẽ hiện cái cam lên. Cam lên. Rồi bây giờ thầy cô chú ý cái chỗ này là cuộc họp đã sẵn sàng,
thêm người khác hoặc là copy. Thì thông thường thì mình hay làm cái này cho nó đơn giản nhanh là bấm copy, copy cái link, copy link phòng họp. Đây là bước thứ tư, copy cái link phòng họp, copy link phòng họp này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dán cho học sinh, mở các cái nhóm ra, nhóm Zalo, nhóm Messenger hoặc là gửi email gì đó tùy mình. Mình sẽ mở Zalo ra chẳng hạn. Ví dụ mình vào cái nhóm một cái khối thì mình sẽ dán vào khối này. Mình tìm cái khối của mình ha, mình tìm cái khối của mình. Ví dụ như là khối 7, khối 8 gì đó tùy mình. Khối học sinh của mình ha. Rồi. Rồi. Khối 7. Rồi sau đó mình sẽ xuống chỗ này. Mình dán vào lên đây. Dán vào đây, Ctrl V á, hoặc là bấm Ctrl V hoặc là bấm chuột phải chọn paste. Dán vào đây. Rồi mình chọn gửi. Đó. Rồi, có thể mình ghi thêm là mời các em vào học chẳng hạn. Rồi gửi. Rồi thì khi mình gửi link này thì học sinh sẽ thấy cái link này và bấm vào. Xin bấm vào. Đó. Mình quay lại cái chỗ cái trang hồi nãy của mình cái đó thì sẽ có người muốn nè. Ai đó muốn tham gia. Khi mà hai người đó lên thì nó gọi là nhiều người muốn tham gia. Đó, nhiều người muốn tham gia. Vậy các em học sinh đã vào. Đó. Đã vào thì chúng ta bấm vậy, xem tất cả. Chúng ta có thể cho phép ai vào thì bấm từng người vào. Mình chuẩn bị thử tài khoản học sinh của mình hay không á, thì sau này mình sẽ biết, các em đăng ký email cho mình thì mình sẽ biết học sinh của mình chấp nhận, chắc chắn là học sinh của mình rồi, tại mình gửi trong cái link đó thì các em thì gửi học sinh của mình rồi, thế nên mình có thể chấp nhận cho phép tất cả cho nhanh. Ba em này sẽ vào luôn. Đấy. Rồi thêm một em nữa nè. Rồi cho phép tất cả. Không phải là chiều tiết một là đó. Giờ một. Các em đã vào. Chấp nhận. Có một cái phiền phức là chúng ta sẽ chấp nhận chứ không có tự động cho các em vào được. Thì chúng ta nên có cho các em vào trước khoảng 5 phút trong giờ học, chúng ta vào trước 5 phút. Thì ta chấp nhận vào trước, nên vào trước giờ học. Thì khi chúng ta nói mà muốn các em không nghe thì chúng ta tắt cái mic của mình đi, tắt cái micro đây, là mình nói là các em không có nghe, các em không có nghe mình nói, không nghe mình nói như mình muốn nói chuyện với ai ở bên ngoài đó, hoặc mình muốn điện thoại gì đó thì mình tắt cái mic đi. Đó là thao tác thứ nhất, bật và tắt mic camera. Bật lên, ví dụ bật lên mình nói thì các em nghe. Rồi thao tác này là thao tác mở máy ảnh. Máy ảnh đây hiện nay máy ảnh là đang dùng cái phần OBS. Nếu có cái cam thì nó hiện ra hình của thầy cô. Thầy cô có thao tác đi thì nó hiện cái hình đại diện thôi, hình đại diện đó. Thầy cô mở thì nó hiện cái cam của OBS ra. Đấy. Là cái cam của mình. Đây là bật tắt mic và camera. Bây giờ mình trình chiếu màn hình cho các em thấy. Thì mình bấm nút này, trình bày ngay. Đây nút này, chỗ đây. Trình bày ngay ở đây. Bấm vào đây. Nhưng mà mình phải chấp nhận hoặc là từ chối bạn này rồi mới bấm được nha. Nó có cái cửa sổ nó hiện ra rồi. Rồi chấp nhận, trình bày ngay. Rồi trình bày thì có 3-4 loại đây. Một toàn bộ màn hình, hoặc một cửa sổ hoặc một thẻ. Thì thầy cô muốn chọn cái nào thì chọn. Ở đây
họ sẽ trình bày một cửa sổ bourbon thôi. Bấm vào đây, trình bày cửa sổ bourbon. Dù bourbon này mở đâu, bourbon yellow screen record. Bạn đã hủy lại coi bourbon đây à, thì nó không hiện ra. Bấm vô đây chia sẻ, trình bày một cửa sổ. Ở đây nó hiện ra rồi. Miss hello. Ủa, rồi có bourbon đây, đây bourbon đây, à bourbon là cái đây, đây bourbon đây. Chúng ta chọn bourbon là cửa sổ đó, chỗ bourbon của mình đó, rồi chia sẻ. Như vậy thì các em sẽ thấy được bourbon à. À, trên màn hình của các em sẽ thấy như thế này, màn điện thoại các em sẽ thấy như thế này. À, bourbon đây à. Và mình muốn ghi lại buổi dạy à, mình muốn ghi lại buổi dạy, mình bấm nhỏ thì nó cũng nhỏ theo luôn nha. Thầy mình mở bourbon lên đó, nó lên. Muốn ghi lại buổi dạy thì mình sẽ bấm vào cái nút này, nút ba chấm đây nha, nút ba chấm đây, nút ba chấm đây để mình ghi lại buổi dạy. À, thì ghi lại cuộc họp ở đây, ghi lại đây, bấm nút này nó sẽ ghi lại. À, thì ghi lại buổi dạy này sẽ được ghi vào trong drive của mình à. À, ghi vào buổi dạy nó sẽ ghi trong drive của mình. Và cái này thì mình có thể ghim màn hình, nghĩa là mình ghim cái bản trình bày này cho nó luôn nổi ở trên à. Lưu nổi thì mình nên ghim lại, bấm nút ghim đây nè, cây ở đây có nút ghim để mình ghim cho nó nổi ra trên đó, nó luôn nổi lên đó. Thì như vậy thôi, thì mình chiếu cái bourbon của mình á, bourbon của mình nãy đầu mình mở ra á, mình chiếu thế nào thì nó sẽ xin sẽ thấy như thế đó ha. Mình chiếu bourbon mình á, bourbon nằm đây rồi, đây đó. Trên bourbon này mình chiếu gì thì học sinh khi được thấy cái đó nha. Đó, thì các em sẽ thấy được chữ chào các em luôn nè, hoặc là thấy đó thì các em sẽ thấy được cái khung bourbon của mình đó. Thì học sinh sẽ thấy như thế này, mờ mờ ha thầy cô ha. Đó là chào các em, chào các em. Rồi, như vậy là bật tắt mic là ở đây, bật tắt camera là ở đây, bật tắt mic, bật tắt camera. Rồi, trình chiếu là nút này, trình chiếu nút này. À, thì bấm vào nó thì dừng trình bày, bấm vào mình chọn cái cần trình chiếu. Rồi ghim màn hình thì mình bấm nút này là ghim màn hình trên cái mình trình chiếu á, ghim màn hình. Mình có thể ghim mặt của mình lên cũng được, có thể ghim một ai bất kỳ lên cũng được nha, ghim bất kỳ cũng được đó. Cái nút đó là luôn nó sẽ hiện ra giữa đây. Ví dụ thầy giờ ghim cái này thì sao, ghim nó sẽ hiện ra đây đó. Ví dụ mình muốn nói cho nó to ra, camera của mình to ra thì nó ghim ở đây. Rồi ghi lại buổi dạy thì chúng ta bấm vào cái nút ba chấm này để ghi lại buổi dạy. Có rất là nhiều, mình chỉ chọn trong ghi đây, hiện đang ghi rồi thì nó sẽ gọi là dừng ghi à. Mấy cái lựa chọn này nữa, thay đổi bố cục toàn màn hình, thay đổi nền thì đây để các thầy cô tự khám phá à. Đó rồi, một cái bước thứ tư nữa là xem nội dung chat. Nội dung chat ở đâu thì các em, nội dung chat thì chúng ta lưu ý cái nút ở bên này à, ở đây đóng ghi này lại đi ha. Nội dung chat nằm đây nè, trò chuyện với mọi người. Hiện nay mình thấy có 7 người nè, 7 người đang online nè, 7 người, mình danh sách của 7 người thì đây
Đó. Rồi, về nội dung chat thì ở đây. Ở đây chat ở đây. Mình bấm vào đây. Nha, bấm vào nội dung chat đây. Đây là 7 người, đây là nội dung chat. Đó. Cho phép mọi người gửi tin nhắn thì ai cũng được nhắn nhắn tin được hết để mình có thể là trò chuyện hoặc là bảo các em trả lời câu hỏi gì đó nha. Đó thì về các em sẽ vào được đây. Em sẽ nhắn tin cho mình sẽ thấy ở đây. Đó, mình thấy ở đây. À, ví dụ mình nhắn là chào các em. Rồi không biết là mình nói. Các em nhắn chào thầy thử xem nào. Các em nhắn chào thầy nè. Rồi đó các bạn nhắn chào thầy. Best rồi, Mai Ngọc chào thầy. Đó thì các em học sinh sẽ nhắn ở đây. Đó, chào thầy. Các bạn đã giơ tay. Rồi. Mở mic các bạn nói nè. Mở mic cái học sinh nói, bấm vào cái nút mic. À, nút mic đây. Danh sách. Chúng ta mở mic. Mở mic cho bạn Hảo Mỹ nói. Rồi. Rồi cái phần mà điểm danh thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút Save Attender. Save Attender đây. Nếu chúng ta đã cài cái Chrome này vào, tải cái ứng dụng này vào. Đó, chúng ta sẽ Save Attender là họ sẽ điểm danh cho mình nha. Thì một bây giờ sẽ hướng dẫn các thầy cô Save Attender rất đã. Đó, sẽ có những người này đã vào phòng họp của mình. Đó, mình xuất ra Sơ SV đấy, rồi lưu vào thì cái file này cái file dạng Excel luôn, chúng ta sẽ thấy được luôn là chúng ta đã điểm danh ai ai đã vào học. À, những bạn người vào học đây, người vào học ở đây. À. Cái này extender thì mình phải cài. À, rồi chào các em nha, cảm ơn các em đã vào phòng học. Rồi như vậy thì cái chỗ mà điểm danh á là cái này là cái nâng cao. Thầy cô có thể có hai cách, thầy cô có thể kêu bảo các em nhắn tin cũng được, hay nhắn họ tên của mình. À, bây giờ bắt đầu các em hãy nhắn họ tên của mình để điểm danh, thì các em sẽ nhắn họ tên của mình nha. Ví dụ như vậy nha. Alo, các em nghe thầy nè, các em hãy nhắn họ tên của mình để điểm danh nha. Các em hãy nhắn họ tên của mình để thầy điểm danh nè. Nhắn họ tên. Và Hoa, Đỗ Thị Mai Hoa, rồi Huỳnh Ngọc Mai là một. Thì cái phần điểm danh này á, cái tin nhắn này sẽ được lưu lại hết khi mình dừng ghi, nó sẽ lưu lại hết. Còn bạn nào nhắn tin được nữa, ta nhắn điểm danh. Cái này là cách thứ nhất là điểm danh như vậy. Còn cách thứ hai thì mình dùng cái attender đó, attender thì mình sẽ làm được, à, được điểm danh. Đó. Châu Văn An biết bơm, mình bấm vô cái người rồi mình nhấn Save Attender là những người có trong danh sách này sẽ lưu lại hết, mình biết được ai đã học. Đó. Rồi tiếp theo là bước thứ 8 là cài cái điểm danh. Thì bên cài điểm danh á, thầy cô sẽ cài cái extension này, extension này nè, con cáo con cú đây. Google Meet Attendance List nè. À, thì cô gõ cái đó vào cái chỗ này. Thì cô mở cái tài khoản của mình lên gõ chỗ này nè. Giờ thầy sẽ gỡ mở mở một cái tab khác nha. Rồi. Bây giờ mở một cái Chrome khác ở điểm danh. Chỉ vào điểm danh thôi nha. Rồi mở cái Chrome khác.
Rồi. Mình sẽ vào chỗ này. Ứng dụng à, ứng dụng, hoặc là mình gõ là cửa hàng Chrome. Trực tuyến, cửa hàng Chrome trực tuyến nha. Thì cô gõ cái từ này vào. Rồi, nó sẽ ra chọn cái này. Đó. Còn nếu như thêm máy thì cô mà có cái chín cái dấu chấm này thì bấm vào đây cho nhanh hơn. Nha. Rồi. Sau đó mình sẽ gõ vào đây. Gõ vào từ khóa là Chrome và Google Meet Extender. Google Meet Extender đây, ở đây. Rồi, thì cô chọn cái con cú này nè. Chọn con cú này, bấm vào đây. Nha. Bấm vào con cú. Đó, thể hiện cái này thì thầy cô chọn là thêm vào Chrome, thêm vào Chrome. Và mình bấm thêm tiện ích. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Ở đây. Ở đây cái tiện ích ở đây, nằm vô đây luôn. À. Nằm trong đây nha thầy cô. Đây, bấm vào đây. Thấy hình con cú nè. Đó, hiện ở đây là có chúng mình đã có rồi. Thì như vậy có rồi á, thì khi bên đó thì cô sử dụng á thì nó sẽ có cái nút này. Cái nút để mình cái nút này Save Attender để mình lưu cái danh sách người. Nghĩa là trước tiên mình phải click vào danh sách người. Người dùng nè, 6 người, bấm Save Attender. Họ lưu, nó sẽ lưu 6 người này vào một cái file. À, rất là đơn giản, lưu lại liền. À, khi thầy cô mà ghi lại cuộc họp á, thì khi thầy cô đang ghi á, thì không kết thúc được nha thầy cô. Đang ghi bấm kết thúc nè. Kết thúc cuộc họp thì được. Nhưng mà nếu đang ghi, mình đang ghi sao ha. Dù mình đang ghi nè. Ghi lại cuộc họp, đúng không? Ghi lại cuộc họp. Bắt đầu. Rồi, thì khi mình ghi, quá trình ghi sẽ sớm bắt đầu. À, nó báo này tí. Rồi, thì bắt đầu nó hiện nút dừng tí ở đây, nghĩa là sẵn sàng nó đang ghi á. À, thì bây giờ nếu mà nó đang ghi, thì mình không có thoát được. Đang ghi mình không thoát được. Mình chỉ rời khỏi được thôi chứ mình không kết thúc được. Cho nên mình trước tiên là mình phải gì? Cuộc gọi này đang được ghi lại. Nếu bạn muốn kết thúc cuộc gọi này đối với mọi người, trước tiên hãy dừng ghi. Vậy mình sẽ dừng ghi trước. Dừng ghi mình vào đây lại. Ở đây, dấu ba chấm ở đây ha. Và lại dấu ba chấm đây. Rồi mình chọn là dừng ghi. Rồi nó hỏi tiếp dừng ghi. Mình chọn là dừng ghi. Và chọn là dừng ghi. Rồi. Vậy thì cái bản ghi này sẽ được lưu vào Google Drive, nó báo như vậy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bản ghi nằm đâu? Trong Google Drive của mình đó. Nha. Trong Google Drive của mình. Rồi, mình kết thúc rồi ha, kết thúc. Giờ rồi khỏi được này, đó, kết thúc. Đó. Thì khi mình kết thúc, bây giờ mình muốn kết thúc thì nó xuất ra những cái danh sách mà mình đã học sinh đã học vào học đó. À, mình xuất ra file Excel luôn như lúc nãy cũng được. Rồi giờ này, bây giờ mình sẽ vào Drive để mình coi thử tập tin mình đã ghi nằm chỗ nào. À, tập tin đã ghi vào Drive, bấm một cái tab mới đây, đó là một cái tab mới. Rồi chọn Drive, bấm vào đây. Chọn Drive. Rồi đây. Rồi, chọn Drive đây. À, Drive. Thì cái mình ghi á nó sẽ nằm trong Drive. Nằm trong đây. Này. Nó sẽ nằm ở trong đây. Nha.
ghi bữa trước. Còn file mới đây thì không thấy. Đó là một lát nữa sẽ có ha. Chắc là đang ghi. Một lát nữa sẽ có hiện lên. Đây là cái file ghi bữa trước đang thế nào lúc này nè. À, file bữa trước. Mình có thể... Và cái cuối cùng đó là ngăn không cho học sinh chia sẻ màn hình. À, đây là một cái mà các thầy cô em thấy rất là phiền phức khi mà chúng ta chia sẻ màn hình mà các em học sinh cứ bấm chia sẻ màn hình của các em lên. Như vậy thì rất là phiền phức cho mình phải chia sẻ màn hình mình lại. Thì rất nhiều thầy cô em thấy việc này rất là phiền phức. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ tôi đã phát hiện ra một cái cách để chúng ta ngăn không cho học sinh chia sẻ màn hình. Và đối với những tài khoản mà có edu.vn thì mới được thôi. Tài khoản Gmail á, mà có edu.vn thì mới được. Đó là cái nút này. Đây lưu ý cái nút này. À, cái nút góc này. Hình chữ chữ khó đây. Đó. Thì bấm nút này lên á, chúng ta sẽ thấy có cái chỗ này, bảng này. Cho phép mọi người. À, quyền quản lý của tổ chức. Đó. Và cho phép mọi người chia sẻ màn hình hay không thì bấm tắt đi, không chia sẻ màn hình. Như vậy thì các em học sinh sẽ không chia sẻ màn hình, và từ đây mỗi lần mình cái việc này sẽ áp dụng cho tất cả các cuộc họp về sau luôn. À, là các em không chia sẻ màn hình, nhiều khi các em nó chia sẻ màn hình không có được mà đúng lắm thì chúng ta sẽ thấy rất là phiền phức ha. Tôi đã có kinh nghiệm chỗ này rồi, tìm một cách để mà ngăn không cho học sinh chia sẻ màn hình. Thì ta bấm vào đây là xong nha. Đó. Rồi. Đây là cuộc an toàn cuộc họp. À, còn gửi tin nhắn trò chuyện thì cũng được, để các em nhắn trả lời. Nếu mình bấm đây luôn thì các em sẽ không gửi được tin nhắn luôn. À, truy cập nhanh nữa nè. Và khi tính năng này tắt, những người không được mời phải yêu cầu tham gia. Ở cả những người thuộc tổ chức của bạn. À, thì chúng ta tắt tính năng này thì nó sẽ truy cập nhanh. À, không vâng, thì chúng ta tôi lỗi chỗ này ha, chia sẻ màn hình tôi tắt lại được rồi. Chúc các thầy cô thành công nha, tạm biệt các thầy cô nha. Rồi.